Mes răng đi hả? Mes răng hư hả? Mes răng không nghe lời đúng không? Mes răng bướng đi hả? Phải không? Không ngoan à? Tại sao lại không ngoan? Tại sao lại hư? Hả? Tại sao lại bướng? Hả? Tại sao đây? Bé Giang có nhìn thấy không? Hôm nay ông khỉ ghê gớm. Có cả hai ông Zumi nữa đây này. Đáng sợ lắm. Ông Zumi này sẽ ăn thịt luôn những bé nào mà không ngoan nha. Ông Zumi ơi, ông Zumi hãy ăn thịt đi. Ăn thịt bé Giang đi nào. Ăn thịt bé Giang không nghe lời luôn đi. Nha. Bé Giang ngoan chưa? Ha? Không ngoan là sẽ bị ăn thịt. Nha. Bướng là sẽ bị ăn thịt luôn. Nha. Ngoan đi. Nha. Đừng để ngó bướng. Đừng để ông khỉ ông ghê gớm biết được. Không ngoan. Nha. Nghe lời chưa?